cho mượn đất rồi phải bồi thường khi lấy lại. Làm sao để mà lòng tốt của chúng ta không bị lợi dụng? Bản thân Tài cũng không ngoại lệ và cũng đã bị dính một vài trường hợp đòi đất cho mượn thì người được mượn không trả, thậm chí là yêu sách là phải đòi chủ đất phải bồi thường, phải mua lại những gì mà họ đã đầu tư trên đất. Đây là tình cảnh của không ít người có đất chưa sử dụng, nên là lỡ cho mượn và lòng tốt đã bị đặt không đúng chỗ. Khách hàng của Tài cũng đã từng chia sẻ là việc là được cha mẹ chia đất thừa kế ở quê, nhưng mà do bạn đang làm việc sinh sống nước ngoài nên chưa có sử dụng và cho cái người bác họ nhà liền kề mảnh đất sử dụng nhờ luôn. Quá trình sử dụng thì người này đã làm vài ba công trình tạm bợ như là bờ rào, chuồng nuôi gà, nuôi heo, nuôi gia cầm. Gần 10 năm thì không lấy một đồng nào thuê đất. Khi mà bạn này ở bên Nhật Bản về đề nghị người bác này thu dọn để trả lại đất thì lập tức đã ngang nhiên trở mặt. Người bác này đã đòi bạn này phải trả 20 triệu cho những cái công trình người bác này đã tự ý đầu tư trên đất, cực chẳng đã, và bạn ấy cũng phải chi tiền để mua lại những thứ mà bạn không có nhu cầu sử dụng bởi vì bạn đang muốn về quê sinh sống làm việc. Đất chưa sử dụng thì chúng ta có thể cho thuê, cho mượn, nhưng để lòng tốt của chúng ta không bị người xấu lợi dụng thì chúng ta cần phải biết bảo vệ mình. Thứ nhất, cho thuê hay là mượn thì chúng ta cần phải lập hợp đồng, các bên cùng ký và có người làm chứng để tránh cái việc là chị nói miệng không căn cứ. Thứ hai, phải có thời gian cụ thể. Thứ ba, cần thỏa thuận rõ việc bên được mượn đất có quyền trồng cây hay là xây dựng như thế nào, sử dụng vào việc gì, phải tháo dỡ và không được đòi hỏi bồi thường khi mà hết hạn hợp đồng. Hoặc là bên cho mượn thì có quyền yêu cầu trả lại mặt bằng sau khi thông báo cho bên mượn bao nhiêu ngày. Thực tế thì dù lòng tốt cho mượn nhưng mà để mà khi mà người mượn xây dựng, san lấp hoặc là đào đắp trồng cây lâu năm, nghĩa là có đầu tư vào đất và là tài sản của người mượn mà chúng ta không có ý kiến ngăn cản, nghĩa là chúng ta không biết hoặc là coi như đồng ý, thì chúng ta có phần lỗi. Nếu xảy ra khiếu kiện thì bản thân chúng ta vừa thiệt hại về cả thời gian lẫn tiền bạc, ít nhiều thì cũng phải bồi thường hỗ trợ. Còn nếu mà chúng ta tự ý đập phá thì rất là dễ vướng vào vòng lao lý vì là hủy hoại cái tài sản. Dù tốt bụng nhưng mà cũng phải cần bảo vệ mình các bạn nha. Đây là kinh nghiệm xương máu của Tài đó.